Bây giờ là 4 giờ. Đúng 4 giờ luôn. Hôm nay em gọi là 3:45 đúng không? Ừ. Chị đặt báo thức 3:50 đúng không? Sao mà biết sao không? Không chịu chạy qua đó gọi hả? Không, gọi nó gọi điện thoại. Nhưng 12 giây, 12 giây tao mới nghe được. Tâm hồn còn đang ở đâu ấy? Không, không, mở điện thoại ra rồi. Nhưng mà ý là tâm hồn đang ở đâu? 12 giây tao mới nghe. Tao bảo, alo. Ừ, đợi một tí. Sao tao định nhắm mắt không lại ngủ rồi tiếp, hiểu không? Chị vậy rồi. Ừ, tao định nhắm mắt lại ngủ tiếp. Để 5 phút nữa thôi, đến 3:45. Nhưng mà tao đã bị gọi dậy rồi. Dậy luôn đi, chứ ngủ thêm 5 phút nữa là mệt đấy nha. Thế là tao đành thức giấc. Cuộc đời thật là khốn khổ. Hạnh quá. Ủa, MV này toàn những hàng hiệu không? Đây nhân vật. Khiếp, sợ thật. Stylist. Nó diễn nó thêm khe gì đâu. Ủa tốc độ thế được chưa anh ơi? Anh cầu chơi. Anh có xem hả? Này có coi em đẹp. Nào hát luôn á. Thở. Vui nhờ, vui tính quá. Vui tính nhờ. Rung dữ các bạn. Yên nha, MV này đang buồn nha. Không, nó đang buồn, tao vui đấy nha. Sáng được tối hơi nhiều đấy. Ủa? Vì cúi mặt quá cao cầm lên được. Ê mà lúc chạy anh còn thấy hai má của em. Em cảm nhận đi, cái mỡ nó cứ lên xuống. Bỏ quá, bỏ qua, thôi đừng quay. Bỏ qua, chết tớ thôi. Ngước lên một xíu nữa là vừa đúng không? Ok, chết thật sự rồi. Cái tội không thèm giảm cân. Mình mới quay xong một shot đầu tiên để mở đầu cho MV. Nhưng mà thật sự là mình đang cảm thấy hơi buồn một tí. Bởi vì là mặt mình mập quá. Quay xa ra. Mập kêu mập. Mập đoan ra. Mong cho cảnh này quay xong sớm. Thiên linh linh địa linh linh cầu cho mỗi shot. Chỉ cần quay một shot thôi. Đó. Chị Vi bắt đầu rồi, trời ơi, trời ơi. Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên. Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là đừng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa. Đây này đi quay Đà Lạt của chú xe đá nè. Nãy giờ không nói được câu nào luôn á mọi người ơi. Ngày hôm qua là quay đến mấy giờ ta? 6 giờ xong rồi về nhà là 8 rưỡi là Yến đã đi ngủ rồi. Thực sự là ngày hôm qua cảm thấy là không có mệt lắm, nhưng mà về đến nhà rất là mệt. Và rất là cảm ơn mọi người vì ngày hôm qua. Nhưng mà thực sự là để mà nói thì đi chưa? Đi chưa? Có giày đâu? Có giày chưa? Anh phải giày ơi. Quay kiểu này. Xe lên kia lên cái chỗ cái đầu xe hơi đen kìa. Rồi. Đúng rồi. Cho xin tờ khăn giấy. Sớm cũng nhỏ ơi mà đau quá. Mới bị tập chân này. Tại em
trèo vào đây xong nó bị đập vào bên này. Nhưng mà đang tiện cây mát thì lại em khóc. Đang tiện cây mát thì lại em khóc. Chào mọi người đến với vlog của Hoàng Yến TV. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi đang quay MV. Và đây là ba nhân vật chính ở trong MV lần này. MV mang tên là Yêu Thầm. Chưa mặt bự che như này. Đầu tiên là nam duy nhất trong MV đó chính là Mới Minh. Trước đó là model rất là đẹp trai. Mình đã nhìn thấy hình ảnh ở trên các cái shop, xong rồi thấy chụp lookbook rất là đẹp trai, nên ra là mình mới bảo là thôi phải xem thử bạn ấy như nào. Và thực sự cho đến ngày cuối cùng gần quay rồi vẫn chưa casting xem bạn diễn như nào. Nhưng mà nói chung là qua 2 ngày thấy cũng ổn. Còn đây là Khánh. Em cái gì ở Ruby à? À em là Ruby. Đúng rồi, Ruby. Lý do vì sao quen Ruby là bởi vì bên sản xuất bảo có bạn nữ thì xinh lắm, xinh có được không? Thì mình xem mình thấy cũng được. Xong rồi hôm đi chụp ảnh cũng thấy xinh. Nhưng mà ý là rất là... Đây. Không hiểu sao cái hôm mà đi casting nhá là không hề cắt mái, là đã tính là kiểu để như thế rồi, xong rồi cùng đến casting hôm nào vậy ta? Cái hôm mà em đi gặp anh Hải á, em không biết là casting là chị đấy, kiểu đến xong rồi kiểu nhìn mặt xem là có phù hợp với cái em không đấy, thế xong rồi cuối cùng là mình đã thấy ok rồi, xong rồi cùng đến cái hôm mà đi fitting đồ. Em mới làm trong một phố ở đây bà cắt quả máy mời cắt đúng không? Mời cắt nhưng mà thôi, nói chung là cũng hợp, cũng hợp lý. May là anh Freddy kêu là ok ổn đấy. Bây giờ là bọn mình đang đến đây, cái scene gần cuối rồi, và đây sẽ là một trong những scene mà là ăn bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Minh. Happy New Year bro. Đây là đạo diễn Nguyễn Lê Trung Hải. Anh muốn nói gì không? Thì anh xin vào đây. Anh làm nhà đấy. Phải làm đầu đời không? Mấy những MV đầu đời không? Đúng rồi. Thì MV cuối cùng. Ừ. Sao MV cuối cùng không đóng nữa hả? Ừ, đương nhiên là em không đóng nữa. Không phải, chỉ là em muốn làm một lần thôi. Hả? Cho biết đi. Ừ, cho biết đi. Làm một lần cho biết thôi á. Ủa, nên nhớ mà cái này có thêm... Nếu mà tiền chục triệu luôn. Tiền bạc, con người tiền bạc không có tâm huyết gì hết. Hóa ra là những cái ngày vừa qua chỉ là những lời nói gió bay. Giả vờ thôi. Không, nhưng mà em muốn mọi người thật, mọi người có lẽ ôm em cả đi. Cậu có đèn hồ không chị? Không, nói chung là được cái là mặc dù là ba chỉ có ba người thôi, nhưng mà cũng nói chuyện với nhau thường. Từ ngày đầu tiên ấy, lúc mà chị lên là chị kiểu rất là sợ là kiểu chị sẽ kiểu không nói chuyện được với cả hai đứa, xong rồi kiểu chị sợ là kiểu bọn mình sẽ không kiểu quen nhau được, thì nếu mà không quen được thì sẽ không kiểu diễn chung được ấy. Nhưng mà thực sự là khi mà gặp hai đứa xong rồi thấy hai đứa rất là thân thiện. Nói chung là dễ nói chuyện, nói chung là trùng sóng. Không, mọi người, cái cảm nhận của mình lần đầu tiên gặp chị Yến là thấy chị Yến rất là thân thiện. Kiểu không có một tiếng ngôi sao nào tỏ ra luôn á. Đúng không? Không, đúng rồi. Như tụi mình bình thường vậy á. Như bình thường chứ mình vậy. Bạn mất diện đi. Thảo mai quá. Tôi đang chuẩn bị đến những scene cuối rồi, nên là tôi đang tâm sự một xíu thế thôi. Bây giờ thì phải tập trung để chuẩn bị quay. Hẹn gặp lại mọi người. Bye. Grab.